Tập 30. Tiểu Quy, cô ăn nói kiểu gì vậy? Là TV đấy. Cô nghĩ kỹ rồi hãy nói. Chúng ta nói như vậy đi. Anh Lưu Quy, anh có hài lòng về căn nhà nằm ở khu điềm thủy mà ba mẹ anh đã lựa chọn kỹ càng này không? Họ nói căn nhà này là mua cho tôi. Tôi thật không dám nhận ân tình này. Ba mẹ tôi bán đi ngôi nhà họ đang sống rồi mượn tiền họ hàng để mua căn nhà bây giờ. Chưa bao giờ bàn bạc với tôi, sửa sang cũng là tự họ quyết định. Chỉ để sau này họ sống ở đó thôi. Nên không liên quan gì đến tôi cả. Tôi có hài lòng hay không đều không quan trọng. Tiểu Quy, có nói chuyện kiểu gì vậy? Bác Lôi, xin lỗi bác. Để con trai bác nói hết đi. Anh Lôi, trong suốt quá trình sửa sang, ba mẹ anh có từng hỏi ý kiến của anh không? Cũng không phải là chưa hỏi bao giờ. Hỏi cho có thôi. Phần lớn thời gian họ đều không hỏi ý kiến tôi, mà nói luôn kết quả cho tôi. Ai nói là ba không trưng cầu ý kiến của con? Bà đã nói hết với con rồi còn gì? Bác Lôi, hôm nay bọn cháu gọi anh Lôi đến đây là muốn anh ấy nói ra những lời trong lòng. Nếu bác không muốn nghe thì bác có thể rời khỏi trường quay của bọn cháu. Nhưng cháu tin là một người làm cha, bác chắc chắn rất muốn biết con trai mình rốt cuộc đang nghĩ gì trong lòng. Anh Lôi, hôm nay anh đã ngồi ở vị trí này rồi, tôi mong anh đừng che đậy gì. Hãy thành thật nói ra tất cả những suy nghĩ của mình. Người lên thuyết trình tiếp theo là giám đốc điều hành công ty công nghệ Petra, anh Sở Dương. Sao tên nhóc này cũng đến đây? Anh cũng biết sao? Sinh viên khởi nghiệp, mở một công ty gì đó, bám theo tôi hơn một tháng, muốn tôi đầu tư cho cậu ta. Xin được tự giới thiệu, tôi tên là Sở Dương. Hôm nay rất vui vì mọi người bận rộn trăm bề. Bận rộn trăm bề cũng quá bộ đến đây. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu thuật toán mã hóa mới phát triển. Lúc cậu nhóc này bám lấy tôi, lắm mồm lắm miệng lắm mà. Hôm nay làm sao vậy, cứ lắp ba lắp bắp. Vậy mà cũng là giám đốc điều hành. Nói trước đám đông cũng không lưu loát, khiến nó chỉ có thể... Xin lỗi nhé. Ba, hơn 20 năm rồi, con chán không muốn nói những lời này. Hôm nay trước mặt bao nhiêu khán giả đây, cũng có thể sẽ có bình luận. Con sẽ nói rõ dứt khoát luôn. Con nói đi. Tôi thấy mình chỉ là một cái xác không hồn. Từ lúc tôi sinh ra đến giờ, đẩy anh ta, đẩy lên. Tất cả mọi chuyện đều không được theo ý tôi. Mỗi quyết định trong cuộc đời tôi đều do ba mẹ tôi quyết định cho tôi. Chuyện lớn chuyện bé gì tôi cũng không phải nghĩ. Mặc quần áo gì, mỗi tuần ăn mấy bữa sao, mấy bữa cá, mẹ tôi quyết định. Học trường gì, thi ngành gì, ba tôi quyết định. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, đáng lẽ có thể tới Thượng Hải tìm một công việc về làm trò chơi. Nhưng mà ba tôi lại thấy đó không phải là việc tử tế gì. Bắt tôi về nhà làm việc cho bằng được, đó không phải là cuộc sống mà tôi muốn. Nên tình trạng bây giờ của tôi là ăn rồi chờ chết. Sau đó tôi có một người bạn gái, cô ấy bán hàng trên mạng. Ba mẹ tôi thấy công việc của cô ấy không ổn định, ép tôi chia tay bạn gái tôi cho bằng được. Nhưng lần này tôi cứng đầu, tôi không chia tay. Họ mới đề nghị mua nhà rồi sửa sang. Từ nói chuyện đến đội sửa nhà đến chọn phong cách đều chưa từng bàn với tôi một chữ nào. Đừng nói đến suy nghĩ tới cảm xúc của bạn gái tôi. Nên chị nói xem, chuyện này liên quan gì đến tôi? Anh MC, thằng bé này nói chuyện thiếu trọng điểm, anh tuyệt đối không được phát sóng đâu đấy. Sao lại không phát sóng được? Bà đã đến đây rồi mà còn sợ mọi người không biết. Lưu Quy, tôi muốn hỏi anh một chút.
Trong mắt anh, quan hệ của ba mẹ anh như thế nào? Họ có quan hệ gì được? Mối quan hệ duy nhất của họ chính là không cẩn thận nên sinh ra tôi. Tiểu Quy còn điên rồi. Họ ở với nhau chỉ có chê bai nhau, chửi mắng nhau. Lúc tôi không ở nhà họ hoàn toàn không thể ở chung một phòng. Cũng may nhà tôi có phòng khách. Nếu không chẳng biết nhà tôi sẽ thành ra cái gì nữa. Ba Lô Quy là như vậy sao? Thì đã là vợ chồng già cả mà, mọi còn gì? Vậy cháu có một câu hỏi cũng muốn hỏi bác. Hai bác toàn tâm toàn ý hy sinh bản thân cho Lô Quy, đồng thời sắp xếp chu đáo từ việc lớn bé. Vậy cháu muốn biết tại sao hai bác không sống cuộc đời của mình cho tốt? Họ không có cuộc đời riêng của mình. Tất cả cuộc sống của họ chỉ là sinh tôi ra, nuôi tôi, rồi chỉ huy tôi hoàn thành cuộc sống lý tưởng của họ, lấy sắp xếp, kiểm soát tôi làm niềm vui. Lô Quy, ba mẹ anh hy sinh cho anh nhiều như vậy, chẳng lẽ anh không cảm kích sao? Rõ ràng họ có thể sống cuộc sống của riêng mình, nhưng mà đã từ bỏ nó. Họ dành tất cả tình yêu của họ cho anh. Anh lại có thái độ như vậy với họ sao? Luật sư Liêu, họ là ba mẹ tôi không sao. Họ tốt với tôi cũng rất cảm kích. Như khiến một mái nhà biến thành cứng nhắc, như sống trong tù, ai chịu được chứ? Tôi là một người không có nhân cách sao? Tôi không thể làm chủ cuộc đời mình sao? Đạo diễn, kịch bản của mình hình như không có nội dung này. Sếp không có phản ứng gì, cứ tiếp tục đi, mặc kệ. Dân. Luật sư Liêu, chúng ta tiếp tục đưa chủ đề quay về vấn đề nhầm lẫn trong sử nhà đi. Dân. Bây giờ chúng ta quay về vấn đề sửa sang. Trong thời gian sửa sang, ba đã lớn tuổi như vậy mà vẫn đi từng chuyến đến chợ vật liệu. To thì đèn chùm, giấy dán tường, đến cửa chống trộm. Nhỏ thì đến cả con ốc vít cũng đích thân đi chọn. Anh có biết bác ấy là vì cái gì không? Tất nhiên tôi biết. Vì cái gì? Vì để đạt được yêu cầu của họ, vì để thỏa mãn sự kiểm soát của họ với tôi. Cuộc đời tôi không được phép sai lầm, càng không được để yêu cầu của họ với tôi xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Nếu anh đã không muốn bị ba mẹ mình kiểm soát, tại sao anh lại không tự đi? Tôi không muốn. Anh không muốn đi hay không chịu đi, hay là có nguyên nhân gì khác? Luật sư Liêu, chị là một luật sư, chị phải có chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho từng lời mình nói ra. Không tới sửa nhà, anh nghĩ mắt không thấy thì tâm không phiền. Nếu ngay từ đầu anh đã biết là sửa sang nhà của người khác, thì sao anh nỡ lòng nhìn ba mẹ mình hy sinh vô ích? Cô nói láo, sao tôi biết được ngay từ đầu đã sửa sang nhà của người ta? Bác nói cho nghe, Tiểu Quy không thể nào biết được. Nó chưa từng đi lần nào, bác thấy bác không có trách nhiệm trong chuyện này sao? Hai bác làm cha mẹ giám sát con mình 360 độ không gốc chết. Sao các bác lại giám sát con mình như thế? Sống cuộc đời của các bác không vui sao? Muốn ly hôn thì ly hôn, tha cho con mình đi. Luật sư Liêu, cháu nói cái gì vậy? Cháu cũng là con cái, sao cháu có thể nói như vậy được? Luật sư Liêu phát điên trên sân khấu. Có phải cấp trên sắp xếp đột xuất không? Cậu hỏi tôi biết thế nào được? Con bé này cháu hiểu cái gì? Bác có cho anh ấy cái anh ấy muốn không? Luật sư Liêu, xin lỗi làm phiền cô một chút. Tôi thấy bây giờ vấn đề chúng ta cần giải quyết không liên quan đến vấn đề tình cảm của hai bác ấy. Sao lại không liên quan? Nếu không phải hai người họ cố sống cố chết với nhau cho Lô Quy một gia đình dị dạng, thì anh ấy có làm ra những chuyện này không? Nói cho rõ tôi làm chuyện gì. Anh làm gì tự mình hiểu rõ. Cháu, luật sư Liêu có gì từ từ nói được không? Cháu xem hôm nay trước mặt bao nhiêu khán giả như vậy, cháu nói cho rõ ràng đi. Hỏi con trai cưng của bác ấy. Sao luật sư Liêu lại đi? Cô ấy nói đi là đi, vậy có quay được không? Xin lỗi nhé. Hôm nay luật sư Liêu mới đến cho nên nhận ra cô ấy không được khỏe. Vừa rồi lời nói có thể hơi quá khích, mọi người đừng để trong lòng. Bây giờ cháu đi xem cô ấy thế nào. Mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Xin lỗi. Các bộ phận tạm dừng một lát, nghỉ ngơi đi. Mật mã mãi mãi là kỹ thuật hạt nhân của an ninh mạng. Nghe đanh múa vuốt, thật khó hiểu quá. Tôi không biết cậu ta đang nói cái gì nữa. Cậu Lý nói thật nhé.
dự án thuộc tiền công. Cậu nghĩ kiểu gì vậy? Phối hợp chính sách của chính phủ, giải quyết vấn đề thành phố lớn. Bao nhiêu năm nay tôi cứ tưởng cậu là một người thông minh. Cậu có biết một khu sinh thái dưỡng lão phải đầu tư bao nhiêu tiền không? Rồi bao nhiêu năm mới thu hồi vốn? Hơn nữa thôn Tiền Câu bị ô nhiễm là việc ai cũng biết. Cậu cũng không thể giấu giếm được. Cậu phải móc thêm tiền xử lý ô nhiễm. Các cậu xuất thân từ làm bất động sản, trước đây kiếm tiền dễ dàng quá. Làm bừa. Áp dụng thuật toán mã hóa có cơ chế mã hóa đối xứng. Chuyện khó hơn nữa, kiểu gì cũng có người biết khó mà vẫn làm đấy thôi. Nên là thông qua mật mã tích hợp với thành phố thông minh, giúp xây dựng một thành phố an toàn, để thành phố thông minh sớm ngày được thực hiện. Trên đây là tất cả nội dung bài thuyết trình của tôi. Cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn. Anh làm MC bao nhiêu năm nay cũng gặp một vài chuyện rất bực mình. Có lúc đúng là không thể kìm nổi cơn giận. Chuyện này rất bình thường. Anh thấy phản ứng này của em bình thường lắm sao? Là bình thường. Xin lỗi, anh cho em chút thời gian. Em không biết em có thể quay về đối diện với trường quay đó được không? Không muốn đối diện thì đừng đối diện. Nhưng chương trình chỉ mới quay được một nửa. Em còn chọc giận đương sự. Em phản ứng quá khích như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân. Nếu em không muốn nói thì anh cũng sẽ không hỏi em. Vấn đề tâm lý của em anh không biết có thể giải quyết được không. Nhưng vấn đề ghi hình ở trường quay thì anh nhất định giải quyết được. Nên nếu em không thoải mái thì cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây có anh, em yên tâm. Anh có chắc anh sẽ giải quyết được không? Lâu như vậy rồi em còn không tin anh sao? Cảm ơn anh. Yên tâm đi. Vậy em về trước nhé. Sếp, luật sư Lưu đâu? Cô ấy không được khỏe, tôi bảo cô ấy về trước rồi. Chương trình quay được một nửa, anh bảo luật sư Lưu đi, chuyện gì vậy? Nội dung pháp luật cần cô ấy giải thích, cô ấy đã giải thích xong rồi. Phần sau chúng ta cứ làm theo quy trình. Sếp à, không được, không được, không được. Nhà họ Lưu người ta đang phát đi kia kìa. Người ta nói thẳng là cần luật sư Lưu nói cho rõ ràng. Kể cả chúng ta có tiếp tục quay chương trình thì chắc chắn họ cũng không hợp tác nữa. Bây giờ cô đang không tin khả năng nghiệp vụ của sếp cô sao? Quay tiếp. Đừng nghĩ nhiều. Đi.
Cái gì đây? Lại là nước ép trái cây của Hà Tú Xuân sao? Không phải tôi đã bảo, tất nhiên là không. Món này đích thực em pha cho anh. Hoa cúc thêm kỹ tử, hạ quả gấp đôi. Hạ quả sao? Cậu thấy tôi phát quả ở đâu? Kìa anh. Không phải, chủ yếu là em sợ anh nghĩ linh tinh. Chuyện kiểu này dễ sinh ra hiểu lầm. Nhưng mà anh nghĩ xem, cậu thư sinh đó sao có thể làm mẫu mà chị Chí Linh thích được? Không thể nào. Nói cứ như cậu hiểu ngu Chí Linh lắm vậy. Vậy cậu nói tôi nghe, ngu Chí Linh thích mẫu nào? Cái đó em cũng không biết. Chỉ đơn giản là em muốn giải sầu cho anh thôi. Bây giờ cậu đi tìm tài liệu về Petra với Sở Dương. Về đây cho tôi. Tra cái gì? Ai cơ? Thì chính là cái tờ thư sinh đó đi công ty của hắn. Tra cái gì? Suốt cuộc là cái gì? Hạ quả cái gì? Cậu uống cho tôi. Bao uống. Uống hết cho tôi. Uống hết cho tôi. Tôi thấy cậu mới cần hạ quả. Em có phát quả đâu. Em uống nó làm gì? Em để nguội cho anh nhé. Uống nó đi. Mau uống. Em hiểu ý anh rồi. Tức là biết mình biết người, trăm trận không thua. Em đi làm ngay cho anh. Nào uống đi. Uống bao đi. Lần trước cậu làm tôi bỏng rồi. Nóng không? Dạ hơi nóng. Nóng không? Hơi hơi thôi. Em để nguội cho anh. Rồi cầm về đây nhé. Lại định chơi mình. Ngày nào cũng vậy. Tấm này cũng được. Tấm này không được. Tấm này không được. Không được. Anh đừng xóa. Đẹp lắm mà. Ai bảo cô về đây? Em đã lau dọn sạch sẽ phòng khách rồi. Xếp bà hành lý của anh đây cũng sắp xếp xong rồi. Còn nhà vệ sinh lâu như vậy không dùng, phải khử khuẩn triệt để. Lau dọn hết cả rồi, bây giờ chỉ còn phòng của anh thôi. Vậy thì dọn thêm lần nữa. Sếp, anh nói xem đã mấy ngày rồi, sao mà anh vẫn giận vậy? Em chỉ nói đùa với luật sư Lưu vọng thôi mà. Đùa cợt vậy sếp mình? Còn nói tôi là... Em sai rồi, em sai rồi, sau này em không dám nữa. Em chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Sếp à, anh đàn ông lắm, anh không đàn bà chút nào. Chỉ có phải là tôi còn phải cảm ơn cô không? Ra ngoài. Vâng, được được. Vậy anh làm đi. Lát nữa em tới dọn dẹp sau. Sao vậy? Sao vậy? Đụng vào đâu à? Bị đau ở đâu? Có chạy ra vết thương không? Không sao, em không sao. Để tôi xem. Em không sao. Đập vào đầu rồi đúng không? Để tôi xem vết thương. Em không sao. Yên nào. Lỡ bị sách vết thương thì sao? Đau thì nói tôi nhé. Tôi làm nhẹ thôi. Đau không? Em nghe điện thoại. Cẩn thận vết thương đấy. Chúc mừng cậu thuyết trình thành công. Không giấu chị, hôm nay em căng thẳng muốn chết. Nói thật nhé, tuy tôi không hiểu số của lúc nãy cậu nói gì. Có lẽ là đại diện cho tương lai của các thành phố. Nhưng ở trên sân khấu cậu tỏ ra cực kỳ tự tin, phóng khoáng. Em tự tin đâu ra mà tự tin? Hôm nay vừa lên sân khấu em đã thấy chồng chị. À không, em thấy chồng cũ của chị.
anh ấy ngồi ngay ở chỗ cách em không đến 5 mét, nhìn chằm chằm vào em, nhìn đến mức em toát mồ hôi hột. Em chỉ nhìn vào mắt anh ấy quá 10 giây, chắc là em quên lời luôn ấy. Vẻ mặt của anh ấy giống như con dao vậy, nhìn chằm chằm vào mình. Lúc đó em nghĩ cái nhìn chết chóc trong truyền thuyết chắc là có ý này. Nếu anh ấy biết hôm nay cậu bị anh ấy nhìn chằm chằm khiến cậu sợ chết khiếp, có khi buổi tối sẽ gọi mấy người bạn cùng tới quán nướng tuốt xiên nướng ăn mừng đấy. Thật sao? Anh ấy còn mừng sao? Vẻ mặt của anh ấy chị hận không xé xác em ra ngay được để tối nướng thịt ăn. Sao chị không ăn? Tôi không ăn, cậu ăn đi. Mới trưa đã uống rồi à? Là Borders à? Lý Hà Cơ, bây giờ anh bắt đầu theo dõi tôi sao? Anh bị ổi quá, theo dõi. Ai theo dõi em? Anh cần theo dõi em sao? Anh có thể định vị xe của em bất cứ lúc nào. Anh còn lắp định vị trên xe của tôi, giám sát tôi. Em quên sao? Xe của em là anh mua. Hồi đầu lắp định vị cũng là vì an toàn của em. Khỏi cần. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên anh dùng định vị tìm em. Nếu em chịu nghe điện thoại thì đến lần này cũng không cần dùng. Xin lỗi, xin lỗi làm phiền một chút. Trước đây em phát triển một phần mềm liên thông từ điện thoại đến xe hơi, sử dụng cực kỳ tiện lợi, cực kỳ thực tế. Sếp có thể... Có ai nói chuyện với cậu sao? À không, em chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng một chút thôi. Anh không đến để nói với em chuyện định vị xe cũ, vậy anh tìm tôi làm gì? Em đi theo anh. Này, nhưng mà bữa nay ngồi xuống. Mau ngồi xuống. Nói đi, chuyện gì vậy? Là ai vậy? Ai với ai liên quan gì tới anh? Lý Hằng Cơ, hai chúng ta ly hôn rồi. Tôi nói với anh bao nhiêu lần, anh đừng có lo chuyện của tôi. Ngưu Chí Linh, là em không nói lý đấy. Ban đầu em nói em thả anh ra là muốn xem anh có quay về được không. Em đang tìm đường ra cho mình sao? Lý Hằng Cơ, anh mới không nói lý. Tôi cho anh tự do, tất nhiên tôi cũng cho mình tự do chứ. Nếu anh thấy bất công thì anh cũng tìm lối ra cho mình đi. Thằng Sanh đó có gì tốt? Em nghĩ đi. Ban đầu đến chúng ta vừa quen nhau đã sinh một đứa con trai, chắc cũng lớn như vậy rồi. Lý Hằng Cơ, tôi nói anh nghe, ở bên đứa sanh con đó tôi rất vui, rất thoải mái. Tôi sẵn lòng muốn ở bên cậu ấy. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức vạch rõ ranh giới. Tạm biệt, bye bye. Anh à, có cần gọi gì không? Cho tôi phiền cậu một chút không gian, được không? Vâng, xin lỗi. Xin lỗi. Nào, làm khó em rồi Lâm Phong, còn đến đây chăm sóc đồ vô dụng già nua này. Chị dâu, chị đừng nói vậy. Lâm Phong, hôm nay em vất vả rồi, mau về nhà đi. Không vội, lát nữa em còn giúp anh làm vật lý trị liệu cho chị dâu nữa. Vậy anh đi nấu nồi mì, ba chúng ta ăn tạm. Cảm ơn em. Đừng. Chị dâu. Điện thoại.
Vọng Vọng, chuyện gì vậy? Sao ngoài ăn cơm sao? Con sao lúc trước không nói với mẹ một tiếng? Mẹ không về ngay trong chốc lát được. Hay là như vậy, con với ba ăn trước. Đừng đợi tôi. Được. Lâm Phong, em cứ về trước đi. Không cần đâu. Con chưa nói xong đã cúp máy rồi. Được rồi, đừng gọi nữa. Cúp đi, cúp đi. Không nghe luôn. Nếu mẹ con không đến thì cứ kệ mẹ con đi. Cha con chúng ta ăn trước, ăn xong thì gói về cho mẹ con. Cũng vậy thôi. Ba, ba người nhà chúng ta bao lâu rồi chưa cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm tử tế? Con không hiểu nổi. Ba xem dãy quảng trường thì có gì hay? Cơm cũng không ăn. Đại luật sư Lưu Vọng, có phải con đã thu thập được tư liệu mẹ con thường dạy quảng trường ở đây, đừng cố ý sắp xếp bữa cơm ở đây? Con còn muốn thu thập thêm tư liệu gì nữa? Con mau nói đi. Đại giáo sư Lưu, người hiểu con chẳng ai ngoài ba cả. Đại giáo sư Lưu, con mời ba một ly. Từ từ đã. Phải dùng cái này. Dùng cái này tỏ thành ý. Lịch sự. Được, con mời ba. Ba cạn đi, con tùy ý. Ngon lắm. Nóng quá. Đại giáo sư Lưu, con muốn phỏng vấn ba một vấn đề. Lâm Phong có phải vợ ba không? Ngày nào cũng vắng nhà, ngày nào cũng đi dạy quảng trường, ba cũng không đi xem thử xem. Con xem, một đám già ở với nhau, nhạt nhẽo chết được. Ai cũng có cuộc sống của mình. Ba đói rồi, ba đói rồi. Ba phải ăn cơm trước đây. Lại là một bất ngờ nữa. Biết ba thích ăn nấm. Đúng là Vọng Vọng mới biết ba thích ăn gì. Biết cậu chưa ăn cơm, tôi đặt riêng cho cậu đấy. Ăn đi cho nóng. Trông cũng ngon miệng thật. Tôi nghe nói hôm nay chương trình lại xảy ra chút chuyện. Chúng ta đừng để ý quá trình. Cái chúng ta cần là kết quả. Công ty quản lý đã đồng ý với nhà họ Lôi trả cho họ khoản tiền sửa nhà. Còn nhà họ Lôi cũng đồng ý góp đủ nốt số tiền còn lại để khôi phục nguyên trạng cho 302. Công ty quản lý hứa là Phi Phi có thể tiếp tục đi làm. Phi Phi cũng bày tỏ sau khi đi làm nhất định thể hiện thật tốt. Hơn nữa cô ấy cũng đã giải tán đội ngũ trên mạng. Từ góc độ hòa giải này mà nói đã là cực kỳ hoàn hảo rồi. Nhưng bà tôi nghe nói hôm nay ở trường quay chương trình đột nhiên luật sư Lưu lại mất kiểm soát tâm trạng bỏ về trước. Linh Linh đã báo cáo mọi thứ với chị rồi, chị còn hỏi em làm gì? Còn chị ấy, hai suất cháo, một bộ thìa đũa, không có quá đơn. Nói đi chị, vừa nãy ăn cháo hải sản ở đâu? Với ai vậy? Không có với ai hết, chỉ một mình thôi. Tôi... Cậu biết rồi à? Đã nói rồi còn gì? Ở cơ quan đừng nói chủ đề riêng tư. Em thấy chắc chắn chị không ưa chàng trai trẻ đó. Cháo không nóng phải không? Ăn cơm cũng không chặn được họng cậu.
Mau ăn đi, ăn xong thì mau đi đi. Vào đi. Sếp Lý, đây là tất cả tư liệu về tên thư sinh với công ty Petra của cậu ta. Chi tiết lắm. Sếp Lý, anh không cần xem kỹ như thế. Vừa nãy lúc tìm em có xem qua rồi. Cậu ta chỉ là một thằng nhóc ranh, không có gì ghê gớm. Cậu sai rồi. Thằng nhóc ranh này là một thiên tài. Thiên tài? Sếp Lý, dạo này anh mệt quá sao? Hay là như vậy đi, anh đi nghỉ phép đi. Cứ giao cậu ta cho em. Em đảm bảo cậu ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Không cần. Thằng nhóc này cứ để tôi là được. Phải rồi. Cuộc gặp với đại diện người dân thôn Tiền Câu là ngày mai nhỉ? Sáng mai ở ủy ban thôn của thôn Tiền Câu. Em còn định nói với anh đây. Người dân của thôn Tiền Câu chắc là không thân thiện lắm. Hay chúng ta dẫn thêm nhiều người một chút? Giờ này có phải cậu vào tổ chức nào không? Sao tự nhiên lại giang hồ như vậy? Chúng ta đi nói chuyện về cải tạo thôn Tiền Câu, không phải đi đánh nhau. Dẫn theo người cái gì? Không phải em chỉ nghĩ là luật sư Quang vẫn như về, thì anh ấy sẽ sắp xếp nhóm luật sư đi cùng chúng ta. Phải rồi, nhắc họ dẫn luật sư Liêu đi cùng. Vậy anh từ từ xem nhé. Em ra ngoài trước đây. Tinh Tinh, sao em về rồi? Về bao giờ? Anh, sao giờ anh mới về? Em đợi anh rồi ngủ thiếp luôn. Đầu em sao vậy? Em biết ngay anh sẽ ngạc nhiên mà. Chỉ là mấy hôm trước em ngủ trên xe, rồi xe phanh gấp, không cẩn thận bị đụng một cái. Đụng vào sao? Xe phanh gấp có đụng mạnh như vậy được không? Đi bệnh viện khám chưa? Chụp phim chưa? Em xem La Tu làm thế nào vậy? Anh ta đi cùng em mà, sao chăm sóc em kiểu gì thế? Là tại em tự không cẩn thận, không liên quan gì đến La Tu. Hôm nay em đến tìm anh không phải là vì chuyện của em, mà là vì chuyện của Liêu Vọng. Mẹ em dục em về nhà, chắc chắn mẹ so hơi em về chuyện anh với chị Liêu Vọng. Xích được có chuyện còn gì? Em xem em đi. Lúc trước dọa sống dọa chết đòi đi cùng anh ta bằng được. Chuyến đi thế nào? Chưa vui chứ? Tuy ăn không được ngon lắm, ở cũng không ổn lắm. La Tu vẫn chưa có tiền, nhưng mà thời gian này là những ngày vui nhất trong hơn 20 năm nay của em. Trời sinh một cặp, hợp lắm. Anh thấy vậy thật sao? Đều vô tâm còn gì? Muốn cái gì là làm cái ấy. Hai người đều như vậy, không quan tâm tương lai, cũng mặc kệ hậu quả. Em cũng thấy như vậy. Nhưng có lúc em cũng nghĩ, anh nói xem có phải em không nên bám lấy La Tu như thế không? Có phải sẽ gặp được người tốt hơn không? Sau này nếu bọn em không hợp thật thì phải làm sao? Thì chia tay thôi. Nhưng gần đây em đã nghĩ thông suốt rồi. Anh xem La Tu kia, anh ấy là người khó tính như vậy. Ngoài em ra, không ai có thể đối tốt với anh ấy như em. Hy sinh rồi sẽ được báo đáp mà. Giống quan hệ của anh với chị Liêu Vọng ấy. Em biết giữa anh chị có những chuyện rất phức tạp, nhưng chỉ cần anh chịu hy sinh, chị Liêu Vọng nhất định sẽ không nhìn mà không thấy đâu. Vấn đề giữa anh chị chẳng được giải quyết còn gì. Em đang ở đây giờ chín chắn để dạy anh sao? Không phải em đang dạy anh. Con người của anh toàn thích suy nghĩ quá nhiều thôi. Anh toàn muốn làm người khác vui, kết quả là bản thân anh không vui. Chỉ cần em không chọc tức anh là ngày nào anh cũng vui lắm rồi. Được rồi, mau vào phòng ngủ ngủ đi. Đừng nằm ở đây nữa. Đầu em không sao thật chứ?
Không sao, em đi đây. Phải rồi anh à, nói với mẹ em thế nào đây? Em nghĩ xem phải giải thích với cô thế nào đi. Được rồi, anh quay chương trình mệt cả ngày, em đừng làm phiền anh nữa được không? Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Luật sư Liêu, luật sư Liêu, đi đâu hết vậy? Thôn Tiền Câu, thôn Tiền Câu. Hôm qua luật sư Liêu gửi vào trong nhóm. Liêu Vọng, không thấy thông báo hôm qua sao? Hôm qua điện thoại em hết pin. Xin lỗi chị, cô đừng có lực đà lực đực mà sai sót. Vụ này cô được đích thân xếp lý chỉ tên, bảo phải đến thôn Tiền Câu. Nếu không tôi cũng không dẫn cô theo. Chúng tôi xuống dưới trước đợi cô. Tối hôm đó có một tên đàn ông uống say đến tìm luật sư Liêu. Ban đầu nói chuyện cũng ổn, tự nhiên xảy ra tranh chấp, tôi vội ngăn cản ngay. Cuối cùng người này là bạn học của luật sư Liêu, cũng không xảy ra chuyện gì nên tôi đuổi anh ta đi. Ai đến tìm luật sư Liêu? Bạn học của luật sư Liêu quá chén đến tìm cô ấy. Cuối cùng tự nhiên xảy ra chút mâu thuẫn, tôi mới ngăn cản, nhưng không xảy ra chuyện lớn gì. Luật sư Liêu, chào buổi sáng. Alo, vừa nãy bên đài đột nhiên thông báo là Phó Đại Trương muốn đến để họp với chúng ta, nói chuyện về chương trình. Tôi bảo anh ấy là tối qua cậu quay chương trình đến nửa đêm, hôm nay không đến đài, để cậu nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe, tuyệt đối đừng có đến. Em với chị cùng đi gặp Phó Đại Trương đi. Không thể lần nào cũng để chị gánh họa một mình. Tôi đã nói cậu rồi, những tình cảnh này tôi có kinh nghiệm hơn cậu. Cậu đến trái lại còn thêm rắc rối cho tôi. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Còn nữa, tốt nhất cậu đi tìm Liêu Vọng, nói cho cô ấy là thái độ như vậy lên chương trình là không được. Chị tuyệt đối không được để chủ nhiệm của Liêu Vọng biết chuyện hôm qua của cô ấy nhé. Được, tôi biết rồi. Tự tôi có cách, tạm biệt. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Coi nhà mình là khách sạn chắc. Alo, người anh em hôm nay bận không? Anh nói ra ngoài giải sầu. Em nói anh nghe, em vừa tắt điện thoại với vợ xong. Chị ấy mới cho em nghỉ phép. Anh dẫn em đi đâu giải sầu? Đi biển sao? Biển? Cậu đừng có nằm mơ. Về làng có đi không? Thôn Tiền Câu à? Em nghe nói người dân ở đó bây giờ còn không cho anh với nhân viên di dời vào trong. Anh đi giải sầu hay là đi thêm sầu? Tôi thêm sầu, còn cậu có thể đi giải sầu mà. Tôi nói cậu nghe nhé, cùng tới thôn Tiền Câu với tôi. Có cả người của văn phòng luật Quang Thị đấy. Liêu Dọc cũng đi sao? Cái đó thì tôi không biết. Giờ tôi đang sốt ruột đây. Tôi hơi đâu mà lo, trong đoàn luật sư của tôi có cô gái xinh đẹp nào không? Được rồi, tôi chuẩn bị xuất phát rồi đây. Đã nói cho cậu đích đến du lịch rồi, cậu đi hay không thì tùy. Tạm biệt. Sếp Lý, Bí Thư Tôn, chức giả rồi, chức giả rồi. Lại gặp rồi, vẫn khỏe chứ? Mời vào trong. Đào, mời vào trong. Lần này hãy nếm thử trà mới của thôn tôi nhé. Được, đi nào.
Ami, em cầm giúp chị một lát, chị đi vệ sinh. Vâng, chị đưa cho em. Mọi người đi đường vất vả rồi, uống chút trà đi đã. À, bí thư Tôn, anh xem chúng tôi đến cả rồi. Đại diện người dân của thôn chúng ta sao vẫn chưa đến vậy? Con nói trong nhà có chút việc, xong việc sẽ đến ngay. Không sao, chúng ta đợi một chút cũng là nên làm thôi. Chú à, sao nhà vệ sinh của chú lại bị khóa vậy? Nhà vệ sinh này hỏng rồi. Nếu cô muốn đi vệ sinh thì vào trong thôn, ra khỏi cổng sẽ phải. Dạ cảm ơn. Luật sư Tiểu Lưu đi vệ sinh rồi.